các súng em, em cảnh sát chờ lên đây. Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt tạm giữ Nguyễn Lê Tuấn, 22 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy, và Nguyễn Ngọc Viễn, 23 tuổi, ngụ xã Thân Cụ Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, để điều tra về hành vi cướp súng, tiền và một số giấy tờ tùy thân của một cán bộ công an. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 30 tháng 3. Thượng úy Trần Khắc Trung, cán bộ đội 2 phòng cảnh sát hình sự BC02, công an tỉnh Tiền Giang, chạy xe máy đến công an huyện Cái Bè làm việc. Khi qua cầu Bình Đức, xã Bình Đức, huyện Châu Thành thì bị chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng ép vào lề đường. Khi Thượng úy Trung lùi lại hô cướp, tên lái xe mở cửa xuống cầm gậy sắt đánh liên tiếp vào người, gây án xong cả hai lên xe tẩu thoát. Thượng úy Trung tiếp tục bám theo, nhận tin báo công an tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt hai nghi phạm. Đến 10 giờ 50 phút, hai tên bỏ xe hơi chạy vào nhà dân thì bị bắt. Hiện thường úy Trung đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, sức khỏe đã ổn định.